Ok lại nhá. Điều khiển chưa? Ông Mạnh để làm gì nó cứ hiện màn hình laptop kia. Màn hình laptop béo đi. À cái thanh công cụ laptop, laptop kia. Thanh công cụ gì? Cái thanh ở dưới, cái thanh kiểu các cái tab ấy, các cái ông mở. Thế để màn cửa sổ. Cửa sổ ăn kẹt. Để màn cửa sổ sao đâu? Chả ảnh hưởng đéo cả. Nhưng mà cà chua đừng có vứt lung tung đấy. Bây giờ phải một người chỉ có chuyên trị thái đồ thôi. Cái gì đấy? Ai gọi đấy? Thế là có người đang gọi tôi không ơi? Gọi em kia. Ủa, cháy rồi, cháy. Trời, tôi đang gọi. Có điện thoại. Gọi Facebook mà. Nghe đi tiếng gọi Facebook đi. Cháy kìa. Cháy kìa, nhập đi. Đầy rồi đấm cái cắt đi. Mang ra giảm hàng đi. Cái gì thế này, món mỗi thứ một tí thế này. Cắt mỗi thứ một tí thế này thì chơi thế nào? Giảm cắt đi. Chết mẹ rồi, hỗn hợp rồi. Hỗn hợp là món. Bây giờ phân chia rõ ràng ra chứ bây giờ cứ như này đéo hiểu cái hòn kia thì con một cái bát cà chua xong đéo hiểu được còn cái lắc lắc này cắt lắc cái đéo gì mang ra là đĩa của khách đi đây là đĩa cà chua chứ ai em ăn mà cái con đéo đổ ra đĩa không ạ rồi toàn hết rồi khách có chửi như trò cái đéo đổ hỗn hợp hay không đổ ra đĩa được không đổ đi đéo hiểu hỗn hợp đổ đi hỗn hợp cà chua ngon như thế mà đổ đi đéo hiểu đó ông nào đổ đi cái hành tây đi rồi ông nào mà ông đưa đồ sang đây thì ông phải nhìn là người ta cần cái gì mình mới đưa là mình mới làm ông nhập ông tự sang nhập chứ ai chứ hành tây của cô này cầm sang cô đưa đéo đâu đưa bên này đi yên là tận bên này đưa đi 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 con mẹ đi có đi nấm được rồi kìa đồ ăn đá đẩy rau tước lung tung này ô chết mẹ này chết mẹ rồi nhặt vào tôi cái kia cái nồi nấm kia đéo hiểu tâm bốn à đéo hiểu khách nó chửi cho khách nó chửi cho cái nồi vứt xuống dưới đất kia mà em hư 18 điều mà đéo thể hiểu được kia cái gì nó nóng hỏng băm hành ra nhanh lên sao lại vứt thùng rác đéo hiểu đưa hành đây đập hành ra đây cái nồi đâu đặt cái nồi vào đi như xịt tôi nghĩ là từ từ tháng bây giờ quay lại cái màn cũ kia đi để luyện cái màn này áng cho nó thuần thục vẫn đi thăng màn mới ông kỹ năng chưa có cứ đòi đánh màn cao và phân tích à phải chia team rõ ràng ra đâu gọi điều vào nhá chia này tối thủ ông đạo chơi tối thủ ông đạo chơi ấy tối ông Huy anh chơi không tối ông Mạnh đi làm ạ đâu tối tôi không phải làm tối chưa biết tối chơi được thôi cứ vào đi chơi cho cố gắng được 3 sao màn này ạ
tối rồi uống đạo vào dễ hơn. Bốn ba người này khó chơi quá. Bây giờ các ông đưa đồ vào đây, đừng có chạy bộ sang, đưa đồ đây. Đi. Tôi chỉ việc cắt tôi cho một vòng lò thôi nhá. Cà chua chứ không phải đấy. Cà chua. Nếu không vứt được đất ạ. Không cần chạy sang đâu. Ờ, hành tây. Cà chua được này. Cà chua được này. Không có cầm đồ không vậy. Đừng hành tây nữa, hành tây đủ rồi, hai cà chua, không phải đưa đồ không phải đi chứ. Đĩa đâu? Đĩa rửa em ơi, rửa đĩa em ơi. Cà chua cho ngồi đây, đấy ok. Cho lên bếp. Hai hành ok xong rồi. Rồi cà chua cho vào. Mà cà chua đá ra bóng của dân. Có biết nhìn ra. Dâm trúng này nhìn thấy cà chua cứ bẫm méo hiểu. Nhập hộ người ta đi. Con người chứ phải là con quẹt đâu. Đổ ra đĩa đi, con cứ cầm quăng gì. Đổ ra đĩa các bạn. Đổ ra đĩa. Thôi được rồi, cái này cũng được. Nên cà chua cần một đĩa đâu, đĩa đâu vào đấy cà chua này. Nhanh lên rửa nhanh cái tay lên. Cần hai cà chua kìa. Cà chua nhá. Mẹ con. Cút đéo hiểu ông đẩy tôi ấy. Ông đéo đẩy bọn nó, ông đẩy tôi à. Chặt. Hành tây. Mang cà chua đĩa cho khách ai. Đĩa cho khách ai. Đĩa đây. Ok. Hành tây. Sang đây hành tây ở đây. Hành tây. Ok, vứt đấy. Cần thêm hành tây nhá. Đéo. Đi. À, chết sạc. Ok. Hành tây đây. Đập vào bếp. Bỏ nó đi. Cháy. Sao được. Cà phê đây à. Cà chua được này. Cái đuột nó đấy, cho anh tê đĩa. Đĩa đây, đặt xuống. Đấy. Này, cầm thang, cầm cho khách đây. Tiếp cầm thang. Cho khách xong rồi lấy đĩa lại nhá. Hành tây này. Cầm đĩa vào rửa nhanh em ơi. Rồi cho cà chua lên đĩa. Éo gì có mấy hai cái đĩa. Nhanh cái tay lên. Nồi, một cái nồi đâu. Đấy, nồi đấy. Đĩa đâu nào. Gấm chết xe. Một đĩa xin đĩa kia. Đi cung mẹ. Cái này nó chín chưa? Ok, cái này chín rồi, đặt ra đây. Đấm cái gì? Khó bái lìn ạ. Nào đấy, cho đi đây, cà chua được rồi, khách đang kêu kìa. Cà chua nhanh em, lấy lại đi, lấy cà chua đi. Nhanh cái tay lên. Nồi đâu, cái nồi đâu. Ở đây. Rồi, xong rồi, mạch. Cà chua luôn đi. Chạy lên em. Chạy nhanh hơn, đúng rồi, hay lắm. Mày quá, tí chết. Hết rồi. Điểm 186 rồi, không thể chấp nhận thế này được. Tiếp lần nữa bậc ba thạo thôi. Lần này gần được rồi, không cố gắng. Lần này mình vẫn chưa vị trí nó chuẩn chỉ. Bây giờ cứ một ông đứng ở bên đấy là chỉ có đợi đĩa về thôi. À kiểu là chỉ để giấy cho khách không phải đợi đĩa về thôi. Nhanh lên. Đúng không? Ông kia vẫn đẩy Unuki kia thảo nào mình di chuyển được kẹt. Cái gì? Hiểu. Unuki. Sweep can trốn sweep cái là được. Thôi vào đi. Phải bước ba sao mà này. Rồi một người nữa sang đây bên đây với tôi. Còn một người đứng bên đấy chỉ đợi. Cái này vứt đồ dễ mà, vứt đồ còn có hai đồ vứt bừa à, vứt
dễ mà, đừng có chạy bộ sang đây nữa, vứt lên cái bàn ở đấy thôi. Đấy, cho vào đi. Hành tây, hành tây, hành tây, đừng cà chua nữa. Cả ông vứt đồ thì ông nhìn xem là nó cần cái gì nữa. Hành tây, hành tây. Nắp đi. Bỏ nó ra đất. Gì mẹ, hành tây cà chua nhiều thế này. Nấu xong cái nồi cà chua. Mẹ, tự nhiên vứt nhiều cà chua quá. Đừng có vứt cà chua nữa. Cầm cái này sang đây đi, đéo hiểu luôn. Ông Hiệp. Để hoàn thành cái nồi này đi một tí. Thì ông Hiệp cũng muốn cứ vứt cà chua thêm cà chua sang, và cần hành tây cứ vứt cà chua sang. Cháu ơi, mang cà chua sang cho khách đi. Thôi kìa. Này, nồi cà chua xong rồi này, cầm vào khách luôn đi. Ông Hiệp ơi. Đổ ra đĩa đi. Chẳng mày. À, làm gì đấy? Vẫn cần hành tây nhá, cần rất nhiều hành tây nhá, 3 suất hành tây đấy. Đã chín đâu Hiệp ơi. Đã chín đâu, ông bỏ nó đất sẽ đéo hiểu. Hiệp ơi, Hiệp. Cháy. Cháy cái cất này nó chưa chín. Cháy cất. Chín. Mẹ, bận rửa bát phải không? Đĩa đâu? Ôi chết. Đang rửa. Nếu được mẹ nhà hàng nếu thì xịn hơn mẹ được. Nhà hàng đúng hai một cái đĩa chứ không phải hai. Tôi thấy mỗi cái. À, hai. Cà chua, cà chua, cà chua. Ông Hiệp cũng không có việc gì, ông đừng có vứt thêm đồ ra nữa. Vứt đủ thì thôi, đồ nó làm xong hết đâu, cứ vứt thêm đồ làm gì với ông, đi sang đây phụ rửa bát đi. Sao không chụp, ở đây chưa chặt, chưa chặt, chưa chặt. Chạy, 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 bếp rồi, nát rồi. Cho cà chua vào đây. Được. Cà chua, cà chua, cà chua. Ông Hiệp ông cứ vứt sang nhiều quá, để ông có chỗ mà ấy cứ nhặt nhầm này. Cà chua, cà chua, cà chua, để nốt nồi cà chua nào. Hành tây cho vào đi, hành tây cho vào đi. Cháy, cháy. Đây, 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 đây. Hành tây cho vào đi, khách mình rồi, nhanh lên, đừng hút. Nắp cái hành tây đấy, cho vào đây. Lấy đôi cà chua, lấy đôi cà chua đây. Hành tây cho vào, hành tây cho vào. Đĩa kìa, một cái đĩa kìa. Cà chua nhá, cà chua nhá. Mẹ đang ấy cứ bị đẩy. Cà chua, cà chua, cà chua, lấy cà chua, lấy cà chua, lấy cà chua, lấy cà chua. Nhập lấy cà chua đi. Cà chua. Đặt lên cái chỗ này rồi chạy sang lấy. Có phải là nhanh không? Để tôi chạy sang đấy không? Quyết giặt rồi. Cà chua. Rồi xong rồi, tạch mẹ cà chua rồi. Khách chửi vỡ mồm rồi. Ngạp quá. Nhiều cà chua nhá, cực nhiều cà chua luôn nhá. Thôi thôi thôi, nạp cà chua. Thì các bạn thằng cơ giác này, các bạn cho chết rồi, nó chết mẹ mình luôn. Khó thế nhờ. Thôi, chắc là đến mày. Chấp nhận thôi. Không thể chấp nhận được. Vậy, lần cuối. Nhưng mà nếu mà màn này mà không qua được thì các bạn sau qua cứ càng về sau càng khó mà. Chẳng qua mình có 3 người thì hơi khó thôi. Mấy cái ông Hiệp, ông vứt vừa thôi. Ông vứt cà chua. Ông vứt thì ông nhìn cái bảng trên kia kìa. Đấy, ông cầm hành tây, đéo hiểu. Ông nhìn cái bảng trên kia, ông vứt. Nó cần cái gì, ông vứt chứ ông đừng có mà vứt vừa thế. Cà chua rồi thôi, hành tây, hành tây. À đâu cậy, cà chua vẫn cà chua. Nhưng mà thôi đừng vứt nữa, sang đây phụ đi. Có cái nồi kia chín rồi kìa, bỏ nó. Cho vào trong nồi đi, còn vứt ra ngoài em đi. Nhầm. Đĩa, 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 đặt đĩa đây nè. Mẹ phục vụ siêu nhanh luôn. Hành tây nhá. Hành tây, hành tây, hành tây, hành tây. Chặt.
Diệp rửa đĩa em ơi. Rửa đĩa đi. Hai hàng tây. Đập con nồi, nếu hiểu đập đi đâu đấy. Ông đứng chặn mẹ ơi. Ây ạ. Cháy. Đấy, cái đĩa xong rồi đấy. Đập con nồi, nếu hiểu đập con đập ra ngoài, nếu hiểu. Cà chua. Một hành tây, một cà chua. Nồi chín rồi này. Cháy. Tránh ra. Nếu hiểu. Đĩa đâu. Tôi đâu rồi? Đi đéo hiểu, đéo nhìn mình đâu mấy thằng dân này. Cà chua nhá. Cà chua đang đợi kìa. Đến mới là màn thứ hai rồi đấy. Tránh ra, cái bữa đi làm gì? Yếp rửa đi Yếp ơi. Yếp có đứng làm gì? Khổ quá đứng canh. À, hai hành tây, một hành tây đó, một hành tây đó. Cháy nhanh ơi. Hành tây nhá, hành tây cần nhiều nhá. Yếp rửa đĩa đây, 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 đây cá chua cho vào, đấy, cho vào lên bếp đi. Hành tây nhá. Mẹ nhà hàng nạc vậy, có mấy hai cái đĩa khổ ấy. Kìa, nhặt cháy kìa. Nhặt đi. Tí chết. Sao không cho? À đây, thì quên mất. Chết nhặt. Điếp bản luôn kìa, Yếp ơi, điếp bản. Trận này phải khả quan đấy. Sao mỗi người đặt một nồi này? Cần hai hành mà. Hành này. Cầm thang nhanh. Bọn dân thì rất khó chịu. Cháy rồi Yếp ơi. Cháy. Đây, đi ra. Úi giời. Thôi rồi, không sao. Đặt một hành tây vào đây. Đây, xong rồi đây. Có đĩa mà không ai đặt hành tây kìa. Đây, mang ra. À đâu, chưa được, nấu. Thôi, hành tây, cắt, hành tây. Đấy, được rồi, lấy nhanh, đây. Cút dạ. Mấy thằng ảnh, xin cơm anh, đéo hiểu, vân mùi thức. Cà chua, nhanh. 202, 56 rồi, thấy chưa, tôi bảo mà, easy thôi. Kiếm thế mà. Thôi, chơi gì nữa. Vẫn phải phục vụ nhé, đến người khách cuối cùng chứ. Mình không ấy là vẫn bị trừ tiền đấy, đừng có phản kiếp. Đĩa, Hiếm ơi, nhanh. Cà chua kia ở dưới. Nhanh lên nào, đấy. Nhanh. Mày nhá, vẫn kịp rồi, mẹ, phút chót luôn. Thôi xong rồi, nốt mốt mẹ này thôi. Hết pin rồi. À, đấy, cái đĩa đấy. Ý, thôi quá, không sao. Sao? Thôi. Tôi nghĩ là màn sau nên để là tối rủ thêm người nữa mới có thể chơi được không ạ? Để chưa hay là thử phát màn sau xem trình độ lên đâu? Hay là để đến tối? Tiếp nốt van này đang dở thì tiếp đi. Tối mình anh chơi được không? Chị U chưa biết tên nào. À đi Hiệp, chơi tiếp không? Hay ông nghỉ mẹ. Đúng rồi. Em ca mẹ rồi. Ôi. Cái game này còn hai người thì thế nào nhỉ? Hai người thì có bản năng vô cực như sao đó. Nấm, đừng có vào cái vứt cà chua thằng như thế, đéo hiểu. Phải nhìn xem cái menu nó đòi cái gì chứ. À, mình đang ở trên biển. Thế bây giờ là à? Hai nấm nhá, một hành tây, hai nấm. À, một hành tây, một nấm. Đừng có vứt cà chua thằng nữa, đéo hiểu, cà chua nấm thế. Nấm chín kìa. Đưa nấm nhanh. Đây. Có mẹ thừa mấy mẹ. Đấy. Đi có mẹ khổ thân tôi quá. Mình đang từ người nấu bếp lại thành người. Cháy kìa. Đang cho hành vào rồi. Ông Huy ông cà chua nhá. Cà chua nhá. Ông ở bên đây thôi. Tôi là người bếp chính ở đây. Kìa. Hành đấy, bình tĩnh. Sẽ có hành làm gì mà căng. Cà chua nhá, cà chua chín rồi này. Ôi, được ít. Kìa,
Cà chua nhé, băm cà chua đây, băm cà chua đây. Ô đi, cứ mẹ lại đây. Ở đây không sao, không sao, chạy đến đây được. Cà chua chín, không cà nha. Chua chín, lấy đi, cho nó đi, chạy sang. Đi. Nhanh lên, nhanh cái tay lên. Khổ vãi. À, hành tây này. Nồi đâu, cái nồi đâu, cái nồi nữa đâu, một cái nồi nữa đâu, đéo hiểu, cái nồi đâu rồi. Cháy à, cháy à. Đấy, đấy, nồi đâu, đéo hiểu, ai vứt cái nồi ra đây thế này, đéo đỡ được. Ơ, kia chết có mẹ thôi. Khi còn mẹ khổ. Cà chua. Hành tây, hành tây, hành tây, cần hành tây, cần hành tây. Hành tây cơ mà, hành tây ông thay nấm được gì? Thôi được, nấm được, cũng có một thằng cần nấm. Nhưng mà cần hành tây sắp đỏ rồi. Hành tây đây. Hành đây. Ờ, nồi cà chua này, bưng ra. Ờ, hành tây. Rồi. Trên... rồi. Nếu cần phải rửa đĩa không ạ? Hải tắc có vẻ ăn bẩn. Ờ, nấm, nấm đâu, nấm đâu, một nấm, cần một nấm, cần một nấm. Sao đánh cho hành tây một nấm, ơi, đổ đi rồi, mất mẹ tiền rồi. Hành tây được rồi kìa, mang ra cho khách đi. Khéo hiểu được hai cái nấm rồi, ông cho mẹ hành tây vào nấm á. Đổ bếp nấu ăn thế đấy. Đừng có đẩy tôi. Không cần cà chua nhá mẹ. Đéo hiểu ai bể nấm cà chua đi thế, nấm hai món nhá. Hai nấm, hai hành tây. Hiện cái nấm kìa, nấm kìa. Nấm. Đây, cho ra đĩa đi. Đi mẹ lại bị... cái nồi đâu, cái nồi, đưa cái nồi đây, đưa cái nồi đây. Nấm được rồi này, đưa cái nồi đây. Lần này có phải ổn đấy. Có chết mẹ rồi. Sao lại vứt ra đất rồi này. Nhanh lên này, một nồi ở đây này. Cái gì? Một nồi gì? Đi cơ mẹ cho chết. Kìa nồi được rồi kìa. Mang đi, mang cho khách đi. Đĩa đâu? Bọn này ăn bẩn không cần rửa đĩa đâu. Ờ, ấy thoải mái thôi. Nhanh lên nào, hành tây rồi này, nồi hành tây rồi này. Hành tây rồi này. Ôi cái thông vứt thật đất, đéo hiểu. Nó đồ ăn rồi ơi. Hiệp ơi, đã hiểu. Kéo cái khiển được. Lại ông Huy, ông ấy cái đẩy đẩy tôi ấy. Đéo hiểu à, cái pha đấy đáng ra là ngon lành rồi đấy. Đáng ra là kịp rồi đấy. Mẹ, tất cả thằng Huy anh. Cứ đẩy 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 đẩy. 214 ạ, thiếu một tí ạ. Lần này ổn đấy, thôi Hiệp giao cho Hiệp công việc là tí chặt chặt thôi nhá. Có cái gì đấy? Cái gì đấy? À, mình mở được màn mới. Nhưng mà quận tiếp tục màn này đi. Phải được 3 sao. Nghỉ đi. Thôi, hay thôi nghỉ. Thôi đi ăn cơm á. Nốt ra đây nghỉ. Nốt. Nốt nhá. Vào đây, à đi. Nè, tôi còn đi ăn nè. Mẹ chỗ tôi đang mở hội chợ mà tôi không được đi ăn nè. Okay. Khổ. Không hiểu đâu. Nhanh lên. Tôi bị kẹt nút rồi. Kẹt nút gì? Không ấn nhẹ nhẹ thôi. Cậy ra. Bây giờ như ông Hiệp chỉ có việc là chặt chặt cỗ à chặt, đi thái thôi. Ông Hiệp thằng nào đấy? Ông tay xuống biển đi ra. Cà chua. Ông Hiệp đứng đây thái. Ông Hiệp đứng ở bên dưới này mà thái. Tôi sang người cho vào trong nấu. Còn ông Hiệp là người thái. Tôi đặt ra cho ông thái này. Anh Tây vậy không cần cà chua nữa hay? Hành Tây. Hành tây Hiệp ơi. Tôi phù cho ông tỉnh không ạ? Phù kia cứt đấy, nhanh lên. Chết cha rồi, chết cha, cháy, cái Hiệp cháy, cái Hiệp cháy đấy á. Bồ cái gì? Ôi, đi cơ mẹ. Máy vẫn kịp vậy, thôi hơi cháy tí nhưng mà khách ăn tạm vậy. Rồi, có hai cái củ gì ở đây này. Vậy ông đừng có đi ra đây, ông đẩy người tôi nhá. Này, đĩa hành tây rồi này. À, nấm hiệp ơi, nấm. Ô chết rồi, đố mẹ hai đĩa hành tây rồi, hai người hành tây rồi. Dấu rồi hai cà chua.
Nấm 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 nấm. À, hành tây à, cà chua nấm. Ông đi thân đây ông gì? Đặt ở đây thì em thắp ở đấy được. Nhanh lên. Ông đừng đi vào chỗ tôi, ông đẩy. Đừng đặt đi. Ra. Đấy coi. Cà chua. Ông chỗ ra đi. Nấm được rồi này, đĩa đâu? Đưa cái nồi cà chua đây, đưa cái nồi cà chua đây. Đứng ra đây đẩy cho tôi. Nồi cà chua đâu, nồi cà chua đâu, đéo ông nhanh nổ đi thôi. Khổ vãi. Không mang đi nấu đi còn. Ông sang đây làm gì vậy, cái thằng. Nấm. Ông mạnh bỏ ra kia đừng để ông đi chạy sang. Nấm đủ cà chua rồi, nấm. Mày cà chua được rồi này. Ủa đi. Kìa, nấm cháy kìa. Đĩa cà chua này. Nấm đâu, đây nấm hiệp này. Cháy kìa. Cháy rồi. Cà chua cháy. Cà chua thì cũng phải từ từ. Đúng là dần vào đồ. Bên này bổ nốt cái cà chua đi. Kìa, nấm. Gì đấy? Nhanh lên, hành tây ra, không cần nấm rồi, hiệp, hành tây, cà chua. Rồi ơi, sao lại đúng lúc thế, rồi ơi, chết tôi rồi, đi tôi ăn biết rồi rồi, chứ rồi ơi, cháy rồi, khổ, khổ lắm, cháy, ở nước nào để xem, đưa đây, đây rồi, khổ vãi, tất cả phải ông gà. Ông hiệp ơi, ông thái thì phải nhìn chứ. Rồi ôi, tịt cả lũ một thời trận này toàn rồi. Toàn rồi, cà chua nhanh lên. Cà chua đéo hiểu. Cái pha đúng lúc đang cháy thì cái bếp nó đẩy mất. Không cần nấm nữa rồi, cần hành tây. Hành tây hiệp ơi, cà chua gì nữa, hành tây. Trời ơi, vạn sang ông ấy rồi. Hành tây. Nồi đâu? Một cái nồi ở đâu? Cà chua thôi. Để tôi có thêm người nữa mới được. Tôi thủ ông đạo vào. Như xịt. Kìm không có vẽ lìn à. Mà có 3 người, nó chấp 1 người thôi. Anh đợi đấy. Thôi vào rừng ngủ vậy.